Hello mọi người, lại là mình Bẹp đây. Hôm nay thì mình lên cái video này là muốn tổng hợp hành trình bán hàng online 1 tháng của mình ở trên TikTok. Mong là mọi người sẽ thích nhé. Thì đây là đợt hàng đầu tiên của mình này. Đợt đầu thì mình chỉ dám nhập một ít thôi, vừa để xem mẫu mã thế nào, vừa để khảo sát nhu cầu của khách hàng ý. Mọi người hãy xem tiếp để xem mình đã xây kênh TikTok như thế nào để bán hàng nhé. Mọi người ơi, mình thành công rồi. Vậy là cuối cùng shop của mình đã có đơn hàng đầu tiên. Mình đang rất là sung sướng hạnh phúc và đang gói hàng cho khách nè. Mọi người có nghe thấy gì không? Âm thanh của sự hạnh phúc đây. Bình thường thì mình không thích nghe tiếng băng dính rạch rạch đâu, nhưng mà hôm nay sao nghe hạnh phúc thế nhờ. Mong là thời gian tới sẽ có nhiều bạn biết đến shop của mình. Khởi đầu nào thì cũng có khó khăn đúng không mọi người? Mình cùng nhau cố gắng nhé. Xin chào mọi người, lại là mình cô bé bán đồ ngủ đây. Nhờ sự yêu thương của khách hàng mà hôm nay mình bán được 5 bộ đồ ngủ nè. Không biết ở đây có ai mới bắt đầu bán hàng online giống như mình không ha. Thực ra trước kia mình có bán hàng online và thất bại một lần rồi. Lần này khi bắt đầu lại thì mình quyết định là phải lựa chọn hàng hóa kỹ lưỡng hơn, chất lượng hơn. Hàng về mẫu mã phải y như hình, chất ok thì mình mới dám đăng lên bán. Mình nghĩ là chỉ cần mình bán hàng với cái tâm thì khách hàng sẽ có tâm với mình thôi đúng không mọi người? Liên thiên đủ rồi, bây giờ mình tiếp tục gói hàng đây. Mọi người có nghe thấy âm thanh của sự hạnh phúc không nè? Suýt quên, bộ ngủ mình đang mặc có bán luôn nha mọi người. Mọi người mà muốn mua hàng thì liên hệ qua Facebook Bẹp Sony giúp mình nha. Bye bye! Hello, xin chào mọi người, lại là mình cô bé bán đồ ngủ đây. Có ai như mình không, mới bán hàng rồi lại chưa được bao nhiêu mà cứ thích sắm cái này cái kia cho cái shop online tại gia của mình. Để xem hôm nay mình có cái gì nào. Đầu tiên là ba cái bờm xinh xinh để chụp đồ, rồi là livestream cho nó xinh xẻo cute. Tiếp theo là một cái kiện gì to đùng đây. À, là một cái giá chữ A để mình có thể treo đồ ấy. Nặng phép mọi người ạ, nhưng mà nó cũng dễ lắp, chỉ cần vặn theo những cái lỗ mà người ta đã khoan sẵn cho mình. Đấy, mình tự lắp được luôn đấy. Mọi người thấy mình có giỏi không? Lắp xong thì cũng đau tay phết đấy. Cái giá này thì mình mua trên Shopee chỉ có 160 thôi mọi người ạ, quá là hợp lý. Và cuối cùng là 10 cái móc treo mình đã đặt để treo đồ. Bây giờ thì nào mình cũng móc là mình cũng treo út chà chà nhìn cái shop chuyên nghiệp hẳn ra. Bạn nào muốn mua hàng đồ ngủ xinh xắn thì liên hệ Facebook Bẹp Sony giúp mình nha. Bye bye. Mọi người ơi, yay, hôm nay mình có đơn hàng đầu tiên của khách lạ ở trên Shopee và bạn ấy còn đặt tận 2 bộ nha. Một là cái váy ngủ của béo xinh xinh này và hai là bộ lụa hình quả dâu. Mình đọc tin nhắn thì biết được là bạn ý biết mình qua TikTok ấy. Lúc xây kênh đến bây giờ thì cũng có một số bạn từ TikTok qua Facebook và Insta của mình để mua đồ. Và khi nhận được hàng thì các bạn ấy còn khen mình nữa nên là mình càng vui hơn. Các bạn chính là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày nên là mình hứa là mình sẽ tuyển chọn hàng kỹ hơn cũng như là về thêm nhiều mẫu để mọi người có nhiều sự lựa chọn nhé. Một lần nữa thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, mãi yêu. Hello, mình mới đi làm về này. Vừa về một cái là mình lấy đồ gói hàng cho khách luôn. Vì mình rất là thích cái công việc này ý. Dù là đi làm 8 tiếng về có mệt mỏi thì mình vẫn sẵn sàng làm luôn. Gói 100 đơn cũng được ý. Nên là mọi người cứ mua hàng đi, còn việc gói hàng cứ để mình lo nhá. Hôm nay thì mình chỉ có một đơn thôi. Các đơn hàng của mình thì thường phát sinh vào buổi tối nhiều hơn, vì ban ngày mình đi làm không có thời gian đăng bài với cả đi tương tác các thứ. Nhưng mà mình vẫn rất là vui vì đơn này là mình bán được cho một khách lạ. Chứng tỏ là cái shop của mình càng ngày càng được nhiều người biết đến đúng không mọi người? Các cô gái ơi, dù có ở nhà thì chúng mình vẫn phải mặc đẹp nhá. Và hãy để Bẹp giúp mọi người làm điều đó. Một buổi tối của người chơi hệ bán hàng online thì làm những việc gì? Đầu tiên là khui hàng mới về trong sự háo hức, chờ đợi và lo lắng. Háo hức bởi vì có hàng mới để bán rồi nè, còn lo lắng là sợ hàng về không bị đẹp rồi là bị hỏng bị lỗi như thế nào đấy. Nhưng mà trộm vía hàng lần này về màu sắc và chất liệu rất là đẹp. Không phải vì mình bán mà mình khen hàng nhà mình đâu. Các bác cứ mua thử một bộ nhà tôi mặc và cảm nhận đi nhá. Đó, khui hàng xong thì bây giờ tôi sẽ mở từng bộ ra xem. Sau đó thì sẽ treo một vài bộ lên giá như thế này để có thể chụp mẫu với cả quay mẫu nữa. Đó, nhìn màu sắc mê không mọi người? Sau đó thì tôi sẽ bật cái máy tính của tôi lên. Mọi người có biết để làm gì không? Khúc này là tôi đang ngồi tính toán lại giá, sau đó thì nhập liệu vào Excel để không bị sót hàng cũng như là không bị quên giá ấy. Nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương người ta được đi ăn, đi chơi, đi check in, còn tôi ở nhà đóng hàng cho khách này các bác ơi. Nói vậy chứ tôi không buồn đâu, mà tôi còn cảm thấy rất là vui và hạnh phúc nữa đây. Từ khi mà bán hàng online thế này thì tôi không dám nghỉ ngơi quá lâu, vì nếu mà đi chơi quá nhiều thì thời gian đâu mà chụp hàng rồi đăng bài lên bán. Như vậy thì chẳng có ai mua và hàng của tôi tuồn lên một đống, tôi sợ lắm á. Chắc là ông trời, ông bà tổ tiên biết được cái sự cố gắng của tôi nên là cũng phù hộ cho tôi. Trộm vía là mỗi ngày cũng đi được tầm 1 đến 2 đơn. Khởi đầu mà được như vậy thì cũng là khá ổn rồi đúng không mọi người? Và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh TikTok cũng như là ủng hộ tôi nha. Nếu mà muốn mua hàng thì vào Facebook Bẹp Sony giúp tôi nha. Bye bye!
Hello mọi người, hôm nay thực sự là một ngày rất dài với mình luôn. 8 rưỡi mới được về nhà đây này. Nhưng mà về đến nhà thấy cái bịch to đùng này là mình cảm thấy rất là phấn khởi và phấn chấn luôn. Mọi người có biết đây là gì không? Thì đây là hàng mới về đấy mọi người ạ. Cứ hàng đi hàng về liên tục thế này là mình thích lắm. Hôm nay thì mình về được 12 kiện hàng và có một cái hộp nho nhỏ. Đây là hộp gì ta? Chắc chắn là không phải đồ ngủ rồi. Mọi người cùng unboxing với mình xem nhé. Đây là những cái kẹp xinh xắn mình đặt để làm quà cho những khách hàng của mình đấy, chứ không phải mình bán đâu nha. Mấy cái kẹp hoa tím này nhìn cưng dễ sợ ha. Vỏ in chữ thank you thay lời mình muốn nói với khách hàng luôn này. Nên là mọi người đặt đồ ngủ của nhà mình đi để được tặng những cái kẹp xinh xắn như thế này nhé.